Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 25 của tác phẩm Truyện Một Tâm Hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật và Kim Thiếu dịch thuật qua phần trình bày của Nguyệt Nha và Kim Hà. Phần phụ chương, 20 thư kính gửi chị Celine. Thư thứ 16, năm 1893. Chị Celine yêu dấu. Chị nói những thư em viết sinh ích cho chị nhiều. Em thỏa lòng quá. Em nói để chị hay, em không ngộ nhận chút nào. Là nếu chú không xây nhà, thợ dựng nhà cũng uổng công. Tất cả những diễn văn hay mấy, hùng hồn mấy cũng vô hiệu trước vấn đề phát sinh tình yêu Chúa trong một linh hồn nếu không có ơn Chúa kích thích bên trong. Kìa một trái đào chín ngon lành, đến nỗi nhà chế tạo hàng bao thứ bánh kẹo ngọt, cũng không sao chế được cái chất ngon lành của trái đào chín. Celine, chị nghĩ xem có phải vì trái đào mà Chúa dựng nên cái màu đẹp đẽ ấy, cái làn da lông mượt như nọn ấy, có phải vì trái đào mà Chúa cho chất ngon lành ấy? Hẳn là không. Những cái ngon lành đẹp đẽ ấy có chỉ vì ta thôi. Phần trái đào chỉ có cái hột. Nó chỉ có cái hột làm cốt cách, làm căn bản. Ấy trong nhân loại, Chúa cũng thường hay ban nhiều ơn huệ cho một ít linh hồn, sở dĩ để thu hút những linh hồn khác. Nhưng bên trong, thường Chúa lại khiến những linh hồn ấy ở khiêm nhường, êm nhẹ, ép họ chân nhận mình là không, mà Chúa là quyền phép vô cùng. Tất cả những tâm tính ấy làm nên cái hột tích chứa đầy ơn trong mình họ, và hột ấy, đến ngày vinh phước kia, Chúa sẽ bóc ra ánh sáng, và họ cũng ngày ấy, giữa vinh sang rực rỡ, họ sẽ được trang sức ánh vinh quang đẹp đẽ, và hân hạnh thảnh thơi, ngồi dự tiệc mừng vô cùng trên cõi trường sinh. Celine yêu dấu, chị là tiếng vang dịu dàng của linh hồn em. Teresa em chị lúc này thật chẳng cao hứng gì đâu, nhưng có điều là thấy mình khô khan nguội lạnh, không biết cầu nguyện, không biết tập nhân đức, thì biết tìm những dịp còn con, những cái không đầu không đâu mà làm đẹp lòng Chúa, chẳng hạn như cười một nụ, nói một lời thân thiết những khi muốn lập nghiêm hay tỏ bộ khó chịu bực tức. Cùng giả ra nếu không có dịp nào hết, em sẽ thì thầm nhắc đi nhắc lại rằng em yêu mến Chúa. Thi hành cách đó thật không khó gì, lại giữ được lửa tình yêu Chúa cháy luôn trong linh hồn. Cả những khi xem chừng lửa tình đã tắt, em cũng cứ vứt những rác vào cho nóng, tin chắc sẽ bén lửa và bốc cháy ngay. Dĩ nhiên, em không được luôn trung thành, nhưng nhất định là em không ngã lòng. Em đặt mình trong cánh tay Chúa, người dạy em biết lợi dụng cái dở lẫn cái hay trong người em, người tập cho em biết chơi bàn cờ tình, hay phải hơn, người đánh hộ em, chẳng còn phải bàn gì cùng em nữa, cứ việc ăn, cứ việc chiếu, là việc người chứ chẳng còn là việc của em nữa. Em chỉ còn việc phó chót mình cho Chúa thôi, không bớt xén chút chi, cũng không muốn biết thua được thể nào. Sau hết, em không phải là đứa con phung phá, nên Chúa không cần phải phiền phức bày tiệc mừng rỡ gì hết. Em vốn ở nhà cùng Chúa kia mà. Đọc phúc âm, em thấy nói Chúa bỏ cả đàn chiên lại rừng để chạy dõi theo một con chiên lạc. Cảm động thay lòng tín nhiệm của Chúa chiên. Chị xem người tín nhiệm những chiên còn lại dường nào. Nhận thấy lòng tín nhiệm đó, lẽ nào đàn chiên còn thể nỡ tình chạy trốn? Tất cả đàn chiên đã say sưa tình yêu Chúa chiên. Ấy đấng chí ái, chăn dắt linh hồn ta cũng thế. Đôi khi bỏ chúng ta đấy đi an ủi kẻ tội lỗi, hay là cố dẫn chúng ta lên núi Tabor, cũng chỉ là việc trong chốc lát. Còn thung lũng mới là nơi ta được chăn dắt hàng ngày, và trong đó cũng là nơi Chúa ưa nghỉ trưa. Thư thứ 17, ngày 20 tháng 10 năm 1893, chị Celine yêu dấu, đọc ca đệ nhất, em gặp một câu văn thích hợp với chị lắm. Mình trông thấy gì nơi bạn trăm năm, há chẳng phải hội nhạc như ở trường chiến. Thực những đau khổ chua xót của đời chị, như một chiến trường, nơi đó phải có âm nhạc, mà chị sẽ là đàn để Chúa gảy.
nhưng một hội nhạc mà thiếu người hát chưa phải là đầy đủ. Chúa Giêsu chơi đàn, còn ai hát mà chẳng phải Celine. Khi nhạc điệu buồn, Celine sẽ hát ca lưu đầy. Khi nhạc điệu vui, Celine sẽ thành thơi lời ca thiên quốc. Tất cả những việc xảy đến như vui sướng, như buồn rầu, tất cả những biến chuyển trong đời chỉ là những tiếng động xa xăm, không tài nào rung động dây đàn của Chúa được. Chúa giữ độc quyền nhẹ nhàng nắn những tơ đàn ấy. Em không thể không sung sướng khi nghĩ đến Thánh nữ Cecilia, một kiểu mẫu đẹp đẽ tuyệt, đứng giữa một thế giới vô đạo, ở giữa nơi treo leo nguy hiểm. Đến cái giây phút phải kết tóc xe tơ với con người trai trẻ, chị giặt thở ra những mùi tình dục đắm đuối. Em tưởng có lẽ cô gái đẹp này phải run rẩy mà tu lên khóc. Nhưng không, chính lúc cử nhạc vang lừng mừng lễ cưới mình, Cecilia cứ ngâm nga hát trong lòng. Tân kỳ thay cái tinh thần phó thác, chắc vị thánh chỉ chú ý hát theo một nhạc điệu nào đó khác với nhạc điệu của gian trần. Nhạc điệu ấy có tiếng bạn thánh và muôn thiên thần đồng thanh nhịp nhàng ca hát lại. Điệp khúc của cái đêm đông hồng phúc kia, sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho những người thiện chí dưới đất. Sáng danh Thiên Chúa. À, Cecilia đã hiểu và mong mỏi hết sức. Cecilia cũng đoán Chúa khát khao linh hồn lắm, cho nên tất cả nguyện vọng của Cecilia là làm sao chinh phục được người trai trẻ giàu có sang trọng này của đế đô La Mã. Con người chỉ biết say đắm dục tình, chỉ biết ưa thích sang trọng. Cô gái đồng trinh của chúng ta đã khéo léo cảm hóa được người trai si tình hạng nhất ấy trở nên đấng tử đạo và thu hút được muôn vàn linh hồn khác cảm phục bước theo. Cecilia không hãi gì hết. Thiên thần Chúa đã hứa và hát bình an. Vua hòa bình buộc phải bảo vệ mình, gìn vàng giữ ngọc và trọng thưởng mình sau này nữa. À, đẹp xinh thay dòng dõi những linh hồn đồng trinh. Chị Celine, em nói mà không biết mình nói gì. Em quên mình trong nguồn cảm hứng của trái tim. Trong thư gửi cho em, chị đã viết chị cảm thấy mình yếu đuối. À, chính đó là ơn Chúa ban đấy. Chính Chúa đã in trong linh hồn chị những tâm tình hoài nghi ấy. Đừng sợ chị ạ. Nếu chị trung thành làm đẹp lòng Chúa trong những việc nhỏ bé, Chúa sẽ giúp chị thành công trong việc to tát. Không có Chúa, các tông đồ ướt át vất vả cả đêm mà chẳng được con cá nào hết. Nhưng cái công việc vất vả vô hiệu ấy vẫn hài lòng Chúa, vì Chúa muốn nhân đó để minh chứng chỉ có Chúa có thể thi ân cho ta thôi. Chúa chỉ đòi ta chút lòng khiêm nhượng. Chúng con có gì ăn không? Thánh Phêrô thú sự vụng về của mình. Lạy Thầy, chúng con kéo lưới cả đêm mà chẳng được gì hết. Đủ rồi, Chúa đã cám cảnh, trái tim Chúa đã rung động. Giá mà Thánh Tông Đồ đã bắt được một vài con cá, có lẽ Chúa không làm phép lạ. Song vì không được con nào, cho nên bằng phép tắc và lòng lành, Chúa đã khiến những con cá to chui vào đặt cả lưới. Đó là tính cách đối xử của Chúa. Người cho như Thiên Chúa, nhưng muốn chúng ta phải có chút lòng khiêm nhượng. Thư thứ 18, ngày 7 tháng 7 năm 1894. Thân ái thăm chị Celine. Em không hiểu tâm trạng chị lúc này có còn cám cảnh như hôm biên thư cho em không? Em giả sử còn nhé, và trả lời chị bằng đoạn văn chương trong ca đệ nhất, cắt nghĩa đầy đủ cái tình cảnh một linh hồn phải chìm sâu trong khô khan, không còn lẽ gì giúp vui hay an ủi được. Ta đã xuống dưới vườn cây hạnh đào để xem trái thung lũng, để xem cây nho đã nở hoa chưa và những cây thạch lựu đã mọc lớn chừng nào. Ta đã không biết mình ở đâu nữa, hồn ta rộn lên vì những tiếng động rầm rộ của đoàn xe Aminadab. Đó chính là phản ảnh linh hồn chúng ta. Thường khi chúng ta xuống thung lũng tùm tươi tốt,
nơi lòng ta ưa hợp để dưỡng sức. Và những cánh đồng rộng bát ngát của những pho kinh thánh bao phen đã mở tung những kho tàng châu báu cho ta nhặt, mà ta cũng chỉ nhìn như nhìn một rừng hiu quạnh khô khan không một vũng nước. Ra dĩ ta cũng chẳng nhận được mình đang ở đâu nữa. Thay vì bình an, thay vì ánh sáng, ta chỉ có sự rối rắm và tăm tối như khẩu phần. Nhưng cũng như bạn tình, ta hiểu được lý do tâm trạng sầu thương ấy. Hồn chúng ta rộn lên vì những tiếng động rầm rộ của đoàn xe Aminadab. Chúng ta chưa phải là ở quê thật, cho nên cần phải để gian nan thí đức như vàng thử lửa. Có khi ta tưởng mình đã bị bỏ rơi. Những xe cộ ấy nghĩa là những tiếng huyên náo dồn dập, làm rộn rã trong người ta, tự nội tâm phát ra hay ở ngoại giới đem lại. Chúng ta không biết, nhưng Chúa Giêsu biết. Người chứng kiến nỗi buồn bã của ta, và giữa đêm khuya vắng, người cất tiếng gọi, trở lại đây, trở lại đây, hỡi em Sulamita của ta, trở lại đây để ta ngắm nghía em nào. Tiếng yêu thương, tiếng lạ lùng, chính ta không dám nhìn nhận mình vì rùng mình ghê tởm, Chúa Giêsu lại gọi ta đến để người nhàn lãm, để người dưỡng mục, người ưa nhìn chúng ta. Mà người đã đến thì có cả Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cùng đến. Khi đó, lòng chúng ta nên nghiêng ngay cho ba ngôi Thiên Chúa ngự. Xưa Chúa đã hứa lời ấy lúc nói lời tâm huyết này. Nếu ai mến ta, hãy giữ lời ta truyền dạy. Cha ta sẽ yêu dấu nó và cùng ta đến thăm viếng nó, sẽ lấy linh hồn nó làm chốn nghỉ ngơi. Giữ lời Chúa truyền dạy đó là điều kiện nhất để gây hạnh phúc đời ta. Là tang chứng rõ rệt tình yêu Chúa. Và lời đây thiết nghĩ là chính Chúa, vì Chúa đã tự xưng là lời hằng có của Chúa Cha. Cũng trong phúc âm Thánh Sử Gioan, Chúa đã cầu nguyện rằng: Xin Cha thánh hóa những kẻ ấy bằng lời Cha là chân lý. Nơi khác Chúa lại nói rõ rệt: Chúa là đàng đi, là chân lý, là lẽ sống. Cứ đó chúng ta hiểu được lời phải giữ là thế nào rồi. Chúng ta không thể nói như quan chấn thủ Phi-la-tô đã nói xưa, chân lý là gì? Chúng ta được chân lý rồi, vì đấng chí ái đang ngự trong linh hồn chúng ta. Với ta, nhiều khi đấng chí ái như bó mộc dược, chúng ta chia uống chén đau khổ cùng người, nhưng sẽ có ngày chúng ta được nghe lời dịu dàng người phán. Chúng con đã cùng cha qua những ngày gian nan tân khổ. Bởi vậy, cha đã dọn nước cha chị cho chúng con, như cha cả dọn nước người chị cho cha. Thư thứ 19, ngày 19 tháng 8 năm 1894. Chị Celine yêu dấu. Có lẽ đây là lần sau hết em biên thư cho chị. Đức Chúa Trời đã chấp nhận nguyện vọng tha thiết của em rồi. Vào đi chị. Chúng ta sẽ được cùng nhau chịu đau khổ. Rồi đây Chúa sẽ cất hoặc em hoặc chị về trước. Còn ai thì cũng chỉ phải lưu lại chốn đoạn đầy này ít lâu nữa thôi. Xin chị để ý lời em nói sau đây. Không khi nào, không bao giờ Chúa lại chia lìa hai chị em ta. Nếu em chết trước chị, cũng đừng tưởng là em lìa chị nhé. Càng lúc ấy, chị em ta lại càng sát cánh khăng khít hơn khi nào hết. Mà chị cũng đừng để phiền lời tiên đoán của em. Em nói đùa đấy, em chẳng ốm yếu gì, em khỏe như voi. Nhưng Chúa bẻ gãy thoi sắt cũng dễ, như bóp bẹp nắm đất dẻo. Cha yêu dấu vừa mới cho em một cảm giác như hiện ra trước mắt em rất rõ rệt. Sau 5 năm khuất mặt xa lời, nay lại thấy cha như xưa, yêu dấu hơn xưa, em vui mừng quá. Người đến giả ơn chị đã săn sóc người khi sống. Chị đã là thiên thần coi sóc người, nay người lại là thiên thần bản mệnh chị. Đấy chị xem, cha về thiên đàng chưa đầy 1 tháng, mà đã có thần thế can thiệp để mọi công việc của chị được xong xuôi. Nay chỉ còn việc dễ dãi này là cắt đặt công việc cho chúng ta làm. Cho nên người không phải bận với Celine bằng bận với công chúa nhỏ của người. Bữa kia,
Chị hỏi em tin tức về nhà tập, nhất là tin tức về phận sự em. Em xin trả lời cho vui lòng chị. Em là con chó săn bé. Cái biệt hiệu này đem lại cho em rất nhiều bận rộn và lo lắng. Thì đây nhé. Suốt ngày từ sáng đến tối, em phải chạy đi ngoạm mồi săn. Mẹ bề trên và mẹ nhà tập là những tay súng to lớn quá, không len lỏi vào bụi rậm được. Chỉ có con chó săn bé là xông xáo được khắp nơi, đánh hơi rất tỉnh. Cho nên em hằng phải nằm gần những thỏ nhỏ, không dám làm hại chúng em, chỉ liếm láp chúng và làm chúng hiểu chẳng hạn. Lông chúng còn xồm xoàm lắm, chưa mượt. Mắt chúng nhìn còn ngây ngô như mắt thỏ dại. Và sau hết, em cố làm chúng trở nên tốt lành, ngon đẹp, vừa ý kẻ săn. Những con thỏ xinh xắn nhẵn nhụi, chỉ biết gặm ngọn cỏ xanh tươi. Em cười, như trong thâm tâm em thành thực nghĩ rằng, một con trong đàn thỏ nhỏ này, con mà chị cũng biết đó, còn quý gấp trăm con chó săn bé. Nó đã qua biết bao nguy hiểm. Xin thú cùng chị, giá em ở địa vị con thỏ ấy, có lẽ em đã lạc vào rừng thẳm sâu thế gian từ những bao giờ rồi. Thư thứ 20, chị Celine yêu dấu. Chị đã tới thăm nhà dòng mà không cảm thấy bề ngoài có vẻ gì là lưu luyến cả. Đó là điều em mừng, và đó cũng là thái độ tào nhã Chúa Giêsu xử đãi chị. Người muốn chị dâng tiến người một món quà, hẳn người đã quá biết cho bao giờ cũng cao thượng và đẹp đẽ hơn lấy. Hạnh phúc thay được chịu đau khổ vì đấng đã yêu ta đến nỗi điên lên, điên duy mất người thế gian. Thế gian làm sao cho người khác cũng thấy như vậy. Họ điên dại, dĩ nhiên họ cũng nghĩ chúng ta điên dại như họ. Chúng ta an ủi mình đi, chúng ta không phải là những người điên dại thứ nhất. Herode xưa đã chỉ trích Chúa Giêsu một điều, cái điều điên dại, mà thật cũng đúng. Chàng điên mà đấng là vua vinh hiển ngự trên các thiên thần Cherubim đã xuống thế gian tìm cõi lòng người hèn hay chết mà làm tòa ngự. Người kết hợp cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần không đủ vui sao? Sao người còn xuống nơi khóc lóc tìm tòi kẻ tội lỗi để kết ngãi trao ân, kết tình thân thiết? Đáp ơn trời bề của bạn Thánh, không khi nào chúng ta có thể yêu thương bạn Thánh đầy đủ mọi cách như bạn Thánh đã yêu dấu chúng ta. Những việc bác ái ta làm so sánh cùng việc Chúa còn lý sự lắm. Với Chúa, ta chỉ mới có lý mà chưa có tình. Ước gì thế gian để mặc chúng ta. Một lần nữa em xin nhắc lại, chính thế gian điên dại lắm, bởi vì thế gian chẳng biết huân công Chúa đã làm và những đau khổ Chúa đã chịu để cứu mình khỏi án phạt đời đời. Chúng ta cũng không phải là hạng người ngây ngô hay phung phí gì, đã có Chúa bênh đỡ chúng ta điều đó. Này nhé, lúc Chúa ngồi ăn đồng bàn với Lazaro và các môn đệ, bà Martha đứng giúp bàn, còn bà Maria thì không nghĩ gì đến việc ăn uống, chỉ săn sóc chiều chuộng bạn chị ái mình thôi. Cho nên bà đổ lên đầu Chúa Cứu Thế một thứ thuốc thơm rất quý, rồi đập vỡ cả lọ đựng ra, làm mùi thơm tho ngào ngạt khắp cả nhà. Các tông đồ xì xào phản đối việc bà Madalena làm. Này cũng xảy đến cho ta như vậy. Những người vào hạng đạo đức nhất cũng cho thái độ chị em chúng ta là quá chớn. Họ muốn ta cứ làm tôi Chúa như bà Martha là đủ, chẳng phải dâng tiến cho những bình sống với những hoa đựng trong bình. Nhưng can chi một khi những bình này vỡ mà an ủi được Chúa. Và người ta, dù muốn dù không, cũng được ngửi mùi thơm tho bởi đó. À, những mùi thơm ấy rất cần để làm nhẹ khí độc mà thế gian đang phải hô hấp. Sắp sửa rồi, chị Celine yêu dấu, con thuyền của chị đã gần tới bến. Ngọn gió thổi thuyền đi là ngọn gió tình. Ngọn gió tình ấy đưa thuyền xuôi nhanh như chớp. Chào chị nội Nhật mấy hôm nữa, chị em chúng ta sẽ được sum họp trong dòng kín, rồi cùng sum họp trên nước thiên đàng. Trong cuộc tử nạn, Chúa chẳng nói lời này là gì. Và lại chúng con sắp sửa được xem thấy con người ngựa bên hữu Đức Chúa Cha đến trên đám mây lưng chừng trời.
Phần phụ chương, 8 thư kính gửi mẹ đáng kính Agnes de Jesus. Thư thứ nhất, viết mấy tháng trước khi vào dòng, tháng Giêng năm 1887. Kính thưa mẹ yêu dấu, mẹ nói có lý, giọt mật đắng phải pha vào tất cả các chén. Nhưng như con nhận xét, những gian nan giúp người ta dứt bỏ sự thế rất nhiều, làm người đời biết nhìn cao xa hơn cõi trần tục. Ở thế gian, chẳng gì còn thể làm thỏa mãn lòng ta. Người đời chỉ còn thể nếm chút an nhàn một khi biết nhanh nhẹn vâng theo ý Chúa. Thuyền còn con của con xuôi bến đã gặp biết bao trắc trở. Bến trông đã lâu mà thuyền cứ vẫn còn xa tắt tít. Nhưng có điều hy vọng này là Chúa Giêsu cầm lái, chắc chắn tới ngày đã định, thuyền sẽ vui vẻ cập bến Carmen. Hỡi Pauline, khi đã được ơn trọng này rồi, em muốn dâng trọn lòng em cho Chúa. Em muốn luôn luôn chịu đau khổ vì Chúa, và chỉ muốn sống cho mình Chúa. À, em không sợ roi Chúa đánh, bởi vì đau khổ đến đâu chăng nữa, người ta cũng vẫn cảm thấy roi đòn bởi bàn tay êm dịu Chúa. Với ý nghĩ, biết vui lòng chịu một đau khổ sẽ được yêu mến Chúa hơn, em ước ao được chịu đau khổ hàng ngày. À, ước gì trong giờ lâm tử em có thể dâng tiến Chúa một linh hồn thì hạnh phúc dường nào. Như thế sẽ bớt được một linh hồn trong hỏa ngục và thêm được một linh hồn đời đời ngợi khen Chúa. Thư thứ hai, viết trong tuần phòng dọn mình mặc áo. Tháng Giêng năm 1889, trong những ngày nói khó cùng Chúa, con cảm thấy lòng rất khô khan và hay ngủ gật. Ý chừng bạn thánh còn đang nghỉ, con không dám ngăn trở người. Con sung sướng được người xử đãi con không như xử đãi một khách lạ, chẳng phải phiền phức gì hết. Người châm vào cỏ bóng nhỏ của người như mũi kim rất đau, nhưng tay bạn thánh châm, đau đớn chỉ là êm dịu. Tay bạn thánh mát khác xa tay phàm trần. Con vui sướng. Vâng, con vui sướng được chịu đau khổ lắm. Nếu không phải chính tay Chúa đâm thủng quả bóng, thì cũng là Chúa bảo người khác đâm. Ôi mẹ, nếu mẹ biết lòng rừng rưng của con đối với mọi sự thế gian. Với con, chẳng là gì những nhan sắc, những đẹp đẽ của đời. Con sẽ vô phúc biết bao nếu bị vương vấn cả những hình thức ấy. À, khi đối chiếu tâm hồn con với những đẹp đẽ ấy, con thấy tâm hồn con cao cả và giá trị hơn nhiều. Tất cả những đẹp đẽ thế gian tập trung lại cũng không thể làm vừa lòng con. Trái lại, đem đối chiếu tâm hồn con cùng Chúa, con thấy mình nhỏ bé quá. Đấng con sắp được hân hạnh kết duyên trao ngãi ở cùng con tốt lắm. Người rất khả ái, không muốn con quyến luyến một chút gì thế gian. Người biết rồi, nếu chỉ gửi cho con một bóng hạnh phúc thôi, con sẽ mê man hết sức. Cho nên dù là bóng hạnh phúc người cũng từ chối con. Người thà để con trong tối tăm, chẳng thà cho con thấy một tia sáng nào mà không phải chính người. Con cũng chẳng muốn cho nhân vật nào được mảy may tình yêu của con. Con muốn dành cho Chúa Giêsu hết, vì con đã được hiểu biết chỉ có mình Chúa mới là hạnh phúc hoàn toàn của con. Tiến dâng Chúa hết, tiến dâng Chúa tất cả, dầu khi con chẳng còn gì dâng tiến Chúa như buổi chiều nay, con dâng tiến Chúa cái không còn gì vậy. Thưa quý thính giả, tác phẩm Chuyện một tâm hồn không có lá thư thứ ba gửi cho mẹ đáng kính Agnes de Jesus. Lá thư thứ tư, viết tuần phòng dọn mình khấn, tháng 10 năm 1890. Kính thưa mẹ yêu dấu, đứa con nhỏ của mẹ đi tu, muốn tường thuật cùng mẹ câu chuyện lên đường. Trước khi lên đường, bạn thánh hỏi con muốn tới miền nào, muốn đi lối nào. Con đã trả lời con chỉ ước ao đi đường đưa con lên đỉnh núi Ai Sơn. Tức khắc con bày ra trước mắt con nhiều đường lối đẹp đẽ lắm, làm con không còn biết chọn đường nào cho vừa ý. Con đã thưa với đấng chỉ đạo con rằng Chúa đã biết con muốn đi đến đâu,
Chúa đã biết vì ai mà con muốn trèo núi. Chúa đã biết người yêu của con rồi, và biết con cũng chỉ muốn làm vừa lòng một người yêu ấy. Chỉ vì người mà con bước ra đi, xin Chúa dẫn con đi theo đường người yêu của con chọn. Đường nào thì đường, miễn là hài lòng người con yêu, thì con vô cùng sung sướng. Thế là Chúa cầm tay dắt con đi ngay, dẫn con vào một cái hầm. Trong hầm không nóng, không lạnh, không mặt trời soi, không mưa gió lọt tới. Trong hầm chỉ thấy một ánh sáng lờ mờ, ánh sáng từ hai con mắt nhắm lại, trên nhan thánh Chúa rải ra. Bạn thánh không nói gì cùng con cũng không nói gì khác cùng người, ngoài một câu yêu người hơn yêu mình. Con cảm thấy trong cõi lòng con cũng thành thực. Thế, bởi vì con đã thuộc về người hơn thuộc về mình, con cũng chẳng trông rằng sẽ tới đích cuộc hành trình. Vì quẩn quanh làm sao lại vào hầm mất rồi. Thế nhưng không hiểu tại đâu, con lại có cảm giác như đã đến gần đỉnh núi muốn lên. Con đội ơn Chúa đã dẫn con đi đàng tối tăm. Trong cuộc hành trình con được bình an lắm. Con rất vui lòng ở lại hầm tối tăm này trọn đời tu trì của con. Con chỉ nguyện ước rằng, bằng sự tối tăm này, xin được ơn soi sáng cho kẻ tội lỗi hối cải. Riêng phần con, thật không có chi an ủi, nhưng con cảm thấy hân hạnh lắm. Đáng thẹn cho cái tình yêu của con, nếu lại giống cái tình yêu của những cô con gái đi lấy chồng, chỉ hồi hộp nhìn tay chồng xem có đem cho mình quý vật gì không, hay là chỉ trố mắt nhìn chồng để chồng tủm tỉm cười cho mình được sung sướng, được cảm thấy tình yêu. Teresa, vị hôn thê của Chúa, chỉ biết cái tình vị tình, nghĩa là chỉ biết yêu Chúa vì Chúa thôi, chỉ biết nhìn dung nhan bạn thánh để tư lự những hạt châu lệ, làm ngây ngất mình bởi muôn vẻ đẹp kín đáo. Những hạt châu lệ ấy, Teresa muốn lọt lấy hết, trân trọng giữ gìn như những viên ngọc vô giá, để thêu vào áo tân hôn mặc ngày lễ cưới. Ớ Chúa Giêsu, con ước ao yêu mến Chúa lắm, yêu mến Chúa như chưa hề ai đã yêu mến. Con quyết hy sinh để cố giành tàu lá tự đạo của thánh nữ Agnes, nếu không được bằng máu, nhất định phải được bằng tình yêu. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Một Tâm Hồn Nơi Đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần phụ chương vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.